Hi, xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong bản tin công nghệ cuối tuần số 40 lần này của Cellphones. Và ngay bây giờ, hãy cùng mình điểm lại xem trong tuần qua chúng ta đã có những tin tức công nghệ nổi bật như thế nào nhé. Cùng bắt đầu thôi. Internet, mạng xã hội là những thứ rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Thế nhưng, chính bởi sự phổ biến đó mà đã có rất nhiều những thành phần lợi dụng thời cơ để chiếm đoạt tài sản. Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống. Đánh vào tâm lý khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, công an phường Phúc Lợi tiếp nhận đơn trình báo của anh T, sinh năm 1979, trú tại Long Biên, Hà Nội về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền online. Theo đơn trình báo, do có nhu cầu vay tiền, anh T có lên mạng tìm kiếm số điện thoại vay tiền, sau đó có một người kết bạn Zalo với anh và hướng dẫn làm thủ tục vay tiền. Quá trình trao đổi, anh T có cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng cho người này. Một lúc sau, anh T phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút hết hơn 700 triệu đồng. Lúc này, anh T mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Quá là nguy hiểm, cho nên nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn hướng dẫn làm thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật. Với độ phủ rộng của mạng xã hội, hiện nay các chiêu trò lừa đảo trên Facebook ngày càng phức tạp và tinh vi cao hơn, khiến người dùng dễ dàng mắc lừa nếu thiếu cảnh giác. Những trò lừa đảo biến tướng dưới các hình thức khác nhau xuất hiện ngay một nhiều trên không gian mạng, đặc biệt là Facebook. Mới đây, một trò lừa đảo lại tiếp tục nhắm vào người dùng Facebook Messenger trên thế giới bằng cách đánh vào tâm lý tò mò của nạn nhân, kẻ gian có thể dễ dàng chiếm được tài khoản của họ. Cụ thể, chiêu trò lừa đảo này được thực hiện như sau. Kẻ gian sẽ gửi đến mục tiêu một tin nhắn có nội dung, xem thử tôi tìm thấy gì này, đính kèm theo đó là một đường link nhìn có vẻ vô hại. Và để khiến cho nạn nhân thêm tin tưởng, những kẻ lừa đảo đã thực hiện gửi tin nhắn từ những tài khoản đã bị hack đến những người trong danh sách bạn bè. Khi nạn nhân nhấp vào đường link đính kèm, nó sẽ đưa họ đến một trang web độc hại, yêu cầu đăng nhập Facebook để xem tiếp nội dung. Bằng cách này, kẻ gian sẽ lấy được thông tin đăng nhập Facebook của nạn nhân và cài đặt phần mềm độc hại vào thiết bị. Theo các chuyên gia an ninh mạng, có một số biểu hiện cho thấy bạn đang bị kẻ lừa đảo nhắm đến. Ví dụ, tin nhắn không có lời chào hỏi hoặc cách hành văn khác với văn phong của người gửi. Hay là những tin nhắn lừa đảo thường câu cú lủng củng hoặc lỗi chính tả cũng có thể chỉ điều đó. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chú ý đến tên miền của trang web. Những tên miền này thường vô nghĩa, rõ ràng là do máy tạo ra và khi được nhấp vào nó sẽ chuyển hướng bạn đến một tên miền khác. Ngoài ra, một số dấu hiệu mà bạn có thể nhận biết là tin nhắn được gửi từ một người bạn mà bạn không thân thiết trên Facebook, cũng như thời điểm tin nhắn được gửi không giống với sinh hoạt thường ngày của người gửi. Và trước khi đến với bản tin cuối cùng, chúng ta hãy cùng xem coi tuần này Cellphones sẽ đem đến cho chúng ta những sản phẩm công nghệ nổi bật như thế nào nhé. Tiếp nối sự thành công của dòng điện thoại tầm trung giá rẻ, Samsung lại cho ra mắt thế hệ tiếp theo mang tên Galaxy A53. Thiết kế của Galaxy A53 5G hướng đến phong cách thời thượng, tiện dụng và bền bỉ. Vẻ ngoài tinh xảo với viền mỏng thời trang được kết hợp hài hòa cùng với thiết kế Ambient A. Nhờ trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 và tính năng kháng nước, kháng bụi chuẩn IP67, thiết bị có thể hoạt động dưới nước ở mức độ sâu lên đến 1m, tối đa 30 phút. Người dùng có thể yên tâm sử dụng thiết bị để sáng tạo nội dung không giới hạn. Không chỉ vậy, Galaxy A53 5G còn mang tới màn hình Super AMOLED 6.5 inch với tần số quét 120Hz giúp người dùng có trải nghiệm giải trí đắm chìm và mãn nhãn. Với dung lượng pin 5000 mAh cùng với công nghệ sạc nhanh siêu tốc 25W, người dùng có thể thực hiện các tác vụ thông thường lên đến 2 ngày mà không lo bị gián đoạn. Quá là hời cho một siêu phẩm với mức giá cực tốt. Mua ngay Galaxy A53 5G tại Cellphones từ bây giờ để nhận ngay những ưu đãi cực đỉnh như SIM 4G miễn phí 6 tháng, voucher Galaxy Gift 1 triệu đồng và nhiều những chương trình ưu đãi khác. Các anh chị em có quan tâm đến dòng sản phẩm này thì đừng quên click vào đường link bên dưới phần mô tả để biết thêm thông tin nhé. Và để kết thúc bản tin công nghệ số 40 lần này, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng một siêu phẩm công nghệ taxi 4 chỗ có thể biến hình từ xe thành máy bay chỉ trong 3 phút. Mới đây, một công ty Slovakia đã công bố chiếc taxi bay mà họ quảng cáo là đầu tiên trên thế giới có 4 chỗ ngồi với kế hoạch đưa vào sử dụng chỉ sau 5 năm nữa. Công ty Aeromobile cho biết AM Next là mẫu xe thứ 2 trong dòng xe bay của họ, dự kiến hoạt động vào năm 2027. Aeromobile cho biết chiếc xe này có khả năng chuyển đổi giữa chế độ đường bộ và đường hàng không trong vòng chưa đầy 3 phút, sẽ tiết kiệm thời gian đáng kể cho hành khách khi di chuyển khoảng cách từ 160 đến 800 km giữa các thành phố lớn. Theo công ty, hành khách sẽ có thể tận hưởng sự tiện lợi và thoải mái tại chỗ ngồi. Họ có thể làm việc, giải trí, nghỉ ngơi hay đơn giản là ngắm khung cảnh trên đường di chuyển. AM Next là phiên bản tiếp theo của chiếc ô tô bay AM 4.0 của Aeromobile, lần đầu ra mắt tại triển lãm hàng không quốc tế Paris vào tháng 6 năm 2017. Phiên bản cũ được thiết kế như một phương tiện cá nhân hạng sang
hai chỗ ngồi, có thể bay với tốc độ tối đa 360 km/h, trong khi tốc độ tối đa trên đường là 160 km/h. Mức giá của bản AM 4.0 rất cao, từ 1,3 đến 1,6 triệu USD. Và điều đặc biệt, chủ sở hữu cũng cần phải có bằng phi công để có thể sử dụng phương tiện bay trên không này. Aeromobile cho biết công nghệ ô tô bay của họ sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có với hơn 10.000 bãi đáp ở Mỹ. Sản phẩm đáp ứng các quy định hiện hành về ô tô và hàng không và có tầm bay lớn hơn đáng kể so với phương tiện Eviton. Aeromobile đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ một số công ty khác. Tất cả đều đang chạy đua để trở thành hãng đầu tiên triển khai ô tô bay đến công chúng. Và đó là bản tin công nghệ cuối tuần số 40 lần này của Servonet. Các bạn thấy những thông tin mới lần này như thế nào? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho Servonet nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.